Kính thưa quý vị, nổ xe bom tại Afghanistan khiến 3 người bị thiệt mạng, tương tự Maidan Shah. Một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại tỉnh Wardak thuộc miền Tây Afghanistan, làm 3 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Các quan chức cho biết, trong số những người bị thương có một số binh sĩ nước ngoài. Theo cảnh sát của tỉnh Wardak, trong số các nạn nhân tử vong có 2 thường dân và kẻ đánh bom. Khủng bố đã kích nổ quả bom đặt trên một chiếc xe gần tòa nhà cảnh sát tại thị trấn Maidan Shah, thủ phủ của tỉnh Wardak. Lực lượng Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom này. Lực lượng này cho biết vụ đánh bom nhằm trả thù cho việc 4 thành viên Taliban bị chính phủ Afghanistan tiêu diệt cách đây không lâu. Một phát ngôn viên của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế cho biết 6 binh sĩ của liên quân đã bị thương nhẹ trong vụ đánh bom gần văn phòng của tỉnh trưởng, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Kể từ khi lực lượng Taliban phát động cuộc tấn công mới từ tháng 5 năm nay, nhiều vụ đánh bom xảy ra nhắm vào lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế và cảnh sát, quân đội, các quan chức cao cấp của Afghanistan, gây thương vong lớn nơi thường dân.